Chào khán giả, vào buổi chiều hôm nay trời mưa nè, nhưng mà vẫn nhiều xà lan chạy trên đỉnh Chợ Gạo luôn nha. Em quay những chiếc xà lan chở đá khán giả cùng xem nha. Wow, chiếc xà lan chở đá này của Trà Vinh nè, năm 2010. Wow, có một chiếc xà lan chạy đến chạy rất lẹ luôn. Xà lan này là chở cát nè các bạn. Vào buổi chiều hôm nay trời mưa nên những xà lan chạy vượt qua xà lan chở đá này luôn nè. Wow, chiếc xà lan chở đá này chạy rất là lẹ luôn. Rồi chạy vượt qua xà lan chở đá luôn nha. Vượt qua luôn này bạn. Ôi, mưa mịt mù luôn. Chiếc xà lan này cũng chở cát nè, đang chạy về cầu dây nè. À, có một chiếc chở dừa, cái ghe chở gì nào ở trên hướng của sông Tiền chạy xuống nè các bạn, ba bốn chiếc luôn đua nhau chạy trời mưa nè. Qua đây có thêm một chiếc xà lan chở đá nữa nha. Buổi chiều hôm nay chủ nhật nè, trời mưa rất lớn luôn á các bạn. Wow, đây là chiếc xà lan chở đá và một chiếc ghe chở gì nào nè các bạn, rất là nhiều luôn. Ồ, mưa lớn luôn. Và nhiều khi em đi quay á, trời chuyển mưa, trời mưa em cũng phải kiếm chỗ đang quay. Chứ nước lớn phải có những chiếc xà lan chạy các bạn. Thường thường nước cạn sát dòng sông thì không có xà lan để em quay cho khán giả xem. Và buổi chiều hôm nay là chủ nhật nè, cho nên xà lan đang chạy mà trời mưa, chở hàng qua lại trên kênh Chợ Gạo nè. Mưa rất lớn luôn á các bạn. Đây là chiếc ghe sắt mà chở cát khô nè các bạn. Và đây là một chiếc xà lan chở cát khô nè các bạn, của Trà Vinh, chạy dưới mưa luôn nha. Vào buổi chiều hôm nay tầm 4-5 giờ trời mưa rất là lớn luôn. Và đối diện này một chiếc xà lan chở đá. Ở đây phía sông Tiền xuống kênh Chợ Gạo là một chiếc xà lan chở cát của Trà Vinh rất là lớn luôn. Trên chiếc xà lan cái này, chiếc xà lan chở đá này của Hậu Giang các bạn, có hai anh vệ sinh ở trên cabin của xà lan nè.
trời mưa tầm tã luôn mà hai anh vẫn vệ sinh trên mặt trên của xà lan. Và đây phía trên chạy xuống nữa, này là chiếc xà lan chở cát luôn. Và phía sau có những chiếc ghe, chạy phía sau là ba chiếc ghe luôn các bạn. Và đây có chiếc ghe chở dừa nạo nữa các bạn, chạy rất là lẹ luôn. Chạy rất là lẹ luôn nha, chạy vừa qua chiếc ghe phía dưới luôn. Và chạy vượt qua chiếc xà lan cát này luôn à. Phía sau chiếc xà lan cát này này chở những bún dừa tầm mũ rất kín luôn nè các bạn. Rồi buổi chiều nay trời mưa rất lớn luôn. Đây là một chiếc xà lan ra đất đẹp. Nè, chợ Đất Lấp này đóng 2016 rồi các bạn. Hai chiếc xà lan ở trên rạch Nhàm Kỳ Hôn chạy xuống. Ở đây có một chiếc xà lan của anh Giang nè các bạn. Những chiếc xà lan này đóng trên mặt lên những tấm tôn rất là kính luôn, chở hàng khô. Và đây là có một chiếc xà lan chở cát nè, chở cát ướt nè,
Cùi chạy sấy mấy bánh xe động rất là đẹp luôn á các bạn. Ôi chiếc xà lan chở cát này vượt qua xà lan phía dưới chở hàng khô luôn à, sắp vượt qua luôn các bạn. Trời mưa quá chạy tốc độ luôn nha, vượt qua luôn. Đây có một chiếc ghe, chiếc ghe rất là lớn các bạn, sơn mắt đỏ rất là đẹp à. Video của em đến đây là kết thúc, em cảm ơn khán giả đã xem hết video của Hồng Hạnh miền Tây, và em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo.